đường truyền chọc khe của Quang Hải. Chúng ta có rất nhiều cầu thủ có khả năng thực hiện tốt quả đá phạt ở cự ly này, đó là Quang Hải, đó là Xuân Trường và đó là Công Phượng. Những cơn mưa tuyết màu đỏ càng đẹp hơn, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, đẹp hơn nữa nếu như chúng ta tận dụng được quả đá phạt trực tiếp vô cùng quý giá này. Và để chắt chiu nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đồng đội dọn tuyết để đảm bảo vị trí xuất phạt được tốt nhất. Vừa rồi các cầu thủ của chúng ta đã làm hay công việc của những nhân viên dọn mặt sân. Hy vọng chúng ta sẽ được đền đáp với cơ hội này. Quang Hải, Xuân Trường là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội của chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đã. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy, những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chắt chiu, đã biết cách để nâng niu nó. Anh Dũng có thấy không, khi chúng ta đường quả đá phạt, ông Park Hang-seo đã ra ký hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người xuất phạt. Và đó là những cái ký hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này. Ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải. Treo bóng vào đúng góc cao và chúng ta thấy là thủ môn Uzbekistan đã bay hết cỡ rồi, nhưng không có cách nào để với tới bóng cả. Nhiều người sẽ bình luận rằng trong một điều kiện thời tiết như thế này, mưa tuyết rất dày, thì những quả đá phạt như vậy có giá trị chẳng khác gì một quả penalty. Nhưng tôi cho rằng ngay cả điều kiện thời tiết không bị ảnh hưởng bởi những lớp tuyết dày như vậy thì quả đá của Quang Hải vẫn có thể mang về bàn thắng, vì đó là một cú đá rất khó, rất hiểm. Một đều cho U23 Việt Nam. Một kết quả rất xứng đáng cho những nỗ lực, cho những cố gắng tuyệt vời của chúng ta. Và ngay sau bàn thắng của Quang Hải thì trọng tài lại tạm dừng trận đấu để nhân viên dọn mặt sân.